Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cùng Cherry đi đến cái siêu thị Organic Market à. Thì hôm nay lần đầu tiên đi, mình muốn là đến đó xem có cái gì. Trời hôm nay thì cũng rất là đẹp, nắng ráo, nóng, chảy mỡ luôn. Đây, đến rồi các bạn ơi. Thì cái chợ này, siêu thị này lần đầu tiên mình đi, cho nên không biết là nó nhỏ hay lớn. Để vào thử xem nha. Thì khi vào trong bạn, cái chợ siêu thị này cũng tương đối nhỏ. Trái cây ở đây thì nhìn nó, bởi vì rau củ organic cho nên là nó sẽ nhìn nó có vẻ xấu xí hơn mà. Đây, táo ở đây thì rẻ hơn ở siêu thị mà nhà mình hay đi. Cho táo gala ở đây khoảng chừng 2 đô một thao. Fuji. Cheaper here, right? Đây đường phong, đường phong của này mình rất là thích ăn với cái pancake. You know, như là bacon. Rất là ngon luôn. Nhớ đây giá tương đối cũng giống như siêu thị khác. That's your next, huh? Đây là tất cả các loại hạt. Hôm nay chỉ muốn đi dạo một vòng thôi bạn, chứ hôm nay mình gia đình mới đi chợ ở ngày trước rồi, cho nên là hôm nay chỉ đi chơi thôi. Nhưng mà thấy dư ngon quá cũng phải buồn trái. I think we got one watermelon. You want to get one? Yeah. I think we take a bag, honey. Đây là chàng trai lựa dưa đây. I think trái này được không? Trái kia được không? Cuối cùng đây đại trái đi anh. I think this is good. Nhìn biết cuốn cuốn tươi. Cuốn tươi, cuốn héo nữa hả? Maybe. Yeah. Lựa dưa không mà cũng rối lên rồi. Khổ ghê, lấy đại một trái đi. Yeah. Các bạn thấy không, chồng mình lựa dưa rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà về tới nhà mới biết trái dưa nó dở bạn. Okay, just take this one. Yep. Sure. Oh my god. Yeah. I think you should take the bag. Đây là da đam bên này. Bên này da đam bên này rất là mắc luôn. Yeah. This one. Wow. Đây da đam khoảng chừng 6 đô một ký. This one in Vietnam. It's cheap. Really 12 đô một ký. Yeah. Tiền về khoảng chừng 200 mấy một ký da đam. Cũng khá mắc bạn ha. Ở Việt Nam hình như khoảng chừng rất là rẻ, mình không nhớ bao nhiêu một ký ở Việt Nam nữa, nhưng mà rất là rẻ. Đây trái trà là đây. Sushi. Này là sushi rau củ không? Cho nên là nhìn không hấp dẫn. Có vẻ là không có ngon. Mình thấy cái chợ Organic này hình như là cũng bán đồ những
Sữa tươi hoặc là hạt thì cũng giống như mấy chợ khác thôi, chỉ có đều rau củ. Nếu mà bạn muốn tất cả đều là organic thì ở đây, mà nhìn nó không bắt You mắt know, I bằng want to ở go chợ buy khác. some salads for tonight and make your dinner. Mà siêu What thị cũng salad rất là do you nhỏ want? nữa. Another salad, honey. I just take one salad. If you're gonna start buying stuff, then do you wanna grab? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye bye.